điều cần tránh khi mang thai 3 tháng đầu mẹ bầu cần ghi nhớ. 3 tháng đầu mang thai ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển lành mạnh của thai nhi. Đây là giai đoạn vô cùng nhạy cảm khi thai nhi còn quá nhỏ và mẹ bầu vẫn chưa bắt kịp những thay đổi của cơ thể. Do vậy, bên cạnh lựa chọn chế độ dinh dưỡng cần thiết cho thai kỳ, nếp sinh hoạt lành mạnh, mẹ bầu còn cần nắm được những điều cần kiêng cữ để thai nhi khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật và rủi ro không mong muốn. 1. Sơn móng tay. Thuốc sơn móng tay được chiết xuất từ nitrat hóa, cellulose kết hợp với một số chất hóa học như aceton và các chất liệu màu hóa học khác. Những chất hóa học này có tính độc hại nhất định đối với cơ thể. Do vậy, mẹ bầu sơn móng tay có khả năng nguy hại đến thai nhi trong bụng. Đặc biệt là trong lúc chế biến thức ăn hoặc cầm trực tiếp thức ăn bằng tay, các chất này có thể bong ra và bám vào thức ăn, từ đó đi vào cơ thể mẹ, qua nhau thai và máu xâm nhập vào cơ thể thai nhi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. 2. Mang giày cao gót. Khi mang thai, lực chân của bạn trở nên yếu đi do cân nặng tăng và sự thay đổi của hormone. Bên cạnh đó, việc bụng bầu ngày một lớn dần, trọng lượng lẫn trọng tâm cơ thể cũng thay đổi theo, nên khi đi giày cao gót sẽ khiến chân chịu gánh nặng nhiều hơn. Do đó, bạn sẽ dễ mất thăng bằng té ngã, gây nguy hiểm và có thể sảy thai. Bên cạnh đó, việc đi giày cao gót cũng khiến chứng phù nề ở chân trở nên nghiêm trọng hơn. Tốt nhất, bạn hãy chọn những loại dép giày đế bằng, thoải mái, cao tầm 3-5cm và có độ bám tốt. 3. Tắm bồn hoặc xông hơi nước quá nóng. Tắm bồn là một cách để thư giãn tốt. Tuy nhiên, việc đắm mình trong một chiếc bồn tắm quá lâu hoặc quá nóng có thể khiến thai nhi nguy hiểm vì có thể làm tăng nguy cơ bị dị tật bẩm sinh, đặc biệt là khi mang thai trong 3 tháng đầu, khi các cơ quan của em bé đang phát triển. Bên cạnh đó, việc tắm nước quá nóng có thể làm giảm huyết áp của sản phụ. Điều này làm ảnh hưởng đến lưu lượng máu từ cơ thể mẹ đến bào thai và có thể gây nguy hiểm ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. 4. Đứng hoặc ngồi quá lâu. Mẹ bầu nên tránh việc đứng hoặc ngồi quá lâu, bởi điều này rất dễ dẫn đến tình trạng sưng đau đầu gối, phù nề chân. Nếu công việc bắt buộc bạn phải đứng hoặc ngồi quá lâu, hãy tranh thủ đi lại và có những khoảng nghỉ để hạn chế sự mệt mỏi. Bên cạnh đó, khi ngồi làm việc, mẹ bầu cũng không nên bắt chéo chân hoặc gập gối, sẽ làm hạn chế lưu thông máu xuống chân. Hơn nữa, những tư thế này cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ suy giãn tĩnh mạch rất nguy hiểm. 5. Mang vác đồ nặng. Khom lưng mang vật nặng trong sinh hoạt hàng ngày có thể gây sa tử cung rất nguy hiểm. Thay vì khom lưng để lấy hay mang đồ, bạn nên ngồi xuống cầm hay nhờ người thân mang hộ nếu đồ quá nặng. Ngoài ra, bạn có thể chia đồ ra để mang hai bên tay thay vì khề nệ xách một bên. 3 tháng đầu mang thai là giai đoạn rất quan trọng. Hy vọng với những chia sẻ trên, bên cạnh ăn uống khoa học, mẹ bầu sẽ lưu ý những điều cần tránh để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho thai nhi không bị ảnh hưởng về sau.